Cuối giờ chiều nay ngày 21 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở, ngành, địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Trong ngày hôm nay, 21 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 197 ca mắc COVID-19, trong đó 75 ca đã cách ly tập trung, 44 ca cách ly tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa và 43 ca chưa được cách ly. Trong số các ca chưa cách ly thì có 35 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình, 5 trường hợp có triệu chứng đến khám tại các cơ sở y tế. Đến nay, dịch đã lan rộng 55 trên 56 xã phường và hiện chỉ còn duy nhất xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang chưa có ca mắc COVID-19. Với 104 ca mắc mới COVID-19 phát hiện hôm nay, thì đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường đã có 699 người mắc COVID-19. Hôm nay, ngành y tế và các địa phương đã xét nghiệm cho gần 119.000 lượt người. Các địa phương đã xét nghiệm đại diện hộ gia đình đạt gần 83%. Các phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân cũng được các địa phương đảm bảo. Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giãn cách. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, việc thành phố tiếp tục gia hạn thêm 3 ngày giãn cách xuất phát từ thực tế tình hình dịch bệnh và thành phố tính toán cần thêm thời gian để tiếp tục xét nghiệm, nhằm đánh giá sát hơn nữa nguy cơ để có biện pháp phù hợp. Đây là một trong những cái việc mà lãnh đạo và thành phố và ban chỉ đạo cũng không mong muốn. Tuy nhiên là xuất phát từ cái yêu cầu về phòng chống dịch cũng như là bảo vệ cái sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, nên là chúng ta phải quyết định cái việc này. Và khi quyết định thì như các đồng chí đã biết là chúng ta phải bỏ ra một cái nguồn lực về nhân lực, về vật lực và cái chi phí là rất lớn. Nhưng mà vì những cái mục tiêu như trên nên là lãnh đạo thành phố vẫn phải quyết định cái việc này. Thì rất là mong người dân, rồi doanh nghiệp chúng ta chia sẻ đồng thuận và các đồng chí lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như là các cái cơ quan có liên quan khác là quyết tâm chúng ta sẽ làm tốt ở trong cái thời gian mà chúng ta gia hạn cái quyết định 2788 này. Bí thư Thành ủy đề nghị ngành y tế sớm có kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 2 để thành phố đánh giá tổng thể nguy cơ. Đồng thời, các địa phương tiếp tục triển khai xét nghiệm đợt 3 và phải tiến hành kỹ lưỡng, đúng, đủ, không bỏ sót đối tượng. Các xã phường tiếp tục giám sát chặt chẽ người dân, đảm bảo ai ở đâu thì ở đó. Thành phố cũng đã có chủ trương gói hỗ trợ gần 100 tỷ đồng để hỗ trợ người dân trong thời gian tiếp tục thực hiện siết chặt giãn cách. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trước tình hình dịch phức tạp thì thành phố cũng đã cân nhắc để tiếp tục áp dụng siết chặt giãn cách thêm 3 ngày và kèm theo đó cũng sẽ có các chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị địa phương tập trung triển khai theo đúng tinh thần, đảm bảo giãn cách, tập trung xét nghiệm đợt 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chia sẻ khó khăn và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng thành phố thực hiện 3 tại chỗ để đảm bảo phòng chống dịch.